Vâng, xin chào quý anh chị ạ. Em lại chuẩn bị bàn giao lô máy trộn cám cho khách nhé. Đây là giao cho một đại lý tại Vĩnh Phúc và một đại lý ở Thái Nguyên nhé. Đây bên em là xưởng sản xuất chuyên cung cấp các loại máy trộn cám, loại đựng 50 cân, 75 cân, 100 cân, 125 cân và 150 cân nhé. Chất liệu inox toàn phần, sử dụng động cơ lõi đồng 100%. Đấy. Giao hàng mọi miền của Tổ quốc nhé. Quý anh chị ai có nhu cầu về máy trộn cám, máy trộn thức ăn thì liên hệ trực tiếp đến tổng kho Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Bên em là kho tổng chuyên cung cấp thiết bị chăn nuôi, thiết bị trang trại nhé. Máy trộn cám, lợn, gà, vịt, tôm, cua, cá nhé. Hàng bảo hành về chất liệu han dỉ là 15, động cơ là 25 nhé. Bà con cô bác ai có nhu cầu về các loại máy trộn cám, máng ăn tự động, máy trộn thức ăn, quạt công nghiệp thì liên hệ đến kho tổng bên em có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội để được tư vấn nhé. Vâng, rất mong được sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể quý anh chị, quý bà con. Mọi chi tiết gọi cho em qua số 0973 143 996 hoặc 096 235 1138 để được tư vấn ạ. Xin cảm ơn.